Quốc Hưng và Ánh Xuân xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Anh Thuận ngày mới thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Anh Thuận. Chương trình Anh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Chương trình mỗi tuần một địa chỉ. Một điểm báo. Điểm đến ấn tượng Anh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Ánh Xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tính đến thời điểm hiện tại, Ninh Thuận đã giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 52%. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, phấn đấu đến cuối năm 2023, giải ngân đạt 95-100% kế hoạch vốn được giao. Để đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách từ đất đai nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án theo kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, kiên quyết các hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ dự án, chất lượng công trình, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Trong năm 2023, Ninh Thuận xác định các công trình trọng điểm gồm dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm, dự án hồ sông Than, dự án đường kết nối liên vùng, dự án đường nối cao tốc với quốc lộ 1A. Thực hiện đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát động, hiện nay chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn được phân bổ trong năm 2023. Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có chiều dài 62,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.494,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2025. Đến nay, dự án thành phần 1, đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn với chiều dài 22,3 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đối với dự án thành phần 2, đoạn từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng dài 40,2 km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay đã được bàn giao mặt bằng thi công 8 km và theo tiến độ phải hoàn thành trong năm 2023. Để đảm bảo giải ngân 100% số vốn được phân bổ trong năm 2023 là 251 tỷ đồng. Hiện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết và cam kết cụ thể về đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Theo tiến độ, dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2025, tạo kết nối giao thông liên vùng của ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa và kết nối với các tỉnh Nam Tây Nguyên. Qua đó, rút ngắn cự ly đi lại và vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho người dân trong khu vực. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đang hỗ trợ xây dựng liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm dược liệu trà hoa vàng giữa Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Trà hoa vàng Phương Nam Đảo Oai và nông hộ tại địa phương. Mục tiêu của dự án là hình thành liên kết ổn định theo chuỗi từ sản xuất chế biến gắn với tiêu thụ, đảm bảo tính bền vững trong sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, giá trị sản phẩm dược liệu trà hoa vàng và hiệu quả kinh tế của các khâu trong chuỗi liên kết. Theo đó, với tổng kinh phí sắp xỉ 1,7 tỷ đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 832 triệu đồng, hợp tác xã và các nông hộ tham gia đối ứng gần 864 triệu đồng. Hợp tác xã Phương Nam sẽ cung cấp 14.000 cây giống trà hoa vàng cho 12 hộ tham gia. Dự kiến tới năm 2025 đạt 32 hộ liên kết với diện tích 20 hectare. Sản lượng 7 tấn tươi gồm 5,25 tấn lá, 1,75 tấn hoa. Nguồn kinh phí hỗ trợ còn dùng để mua sắm máy móc. Hướng dẫn những hộ nông dân liên kết nắm bắt rõ quy trình xây dựng và quản lý chuỗi, các quy chuẩn trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến trà hoa vàng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tiến tới tiêu chuẩn hữu cơ. Trà hoa vàng được chế biến thành nhiều loại thực phẩm chức năng khác nhau, mang lại giá trị kinh tế rất cao. Được biết cả nước có trên 40 loại trà hoa vàng. Lâm Đồng sở hữu 5 loại, trong đó có 3 loại có khả năng nhân rộng.
Hiện nay giá nha đam tại Ninh Thuận tăng mạnh. Nha đam tăng giá không phải là xu hướng nhất thời của thị trường, mà do nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tăng mạnh. Do đó, xây dựng các chuỗi liên kết mở rộng vùng nguyên liệu đang được các doanh nghiệp chế biến nha đam triển khai. Điều này góp phần thúc đẩy các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân nâng cao thu nhập. Hiện nay, diện tích cây nha đam toàn tỉnh khoảng 170 ha, năng suất bình quân đạt từ 350 đến 400 tấn trên 1 ha. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nha đam đã vượt cung, cộng với ảnh hưởng thời tiết bất lợi từ cuối năm trước làm năng suất nha đam giảm. Tác động kép này đã đẩy giá nha đam từ 1.000 lên 1.200 đồng 1 kg từ năm trước lên 2.500 đến 3.000 đồng 1 kg, thậm chí có thời điểm giá tăng lên gần 4.000 đồng 1 kg. Cái sản lượng thu hoạch tại vùng nguyên liệu thì trung bình nó dao động từ 5 đến 10 tấn trên một sào, khoảng 550 tấn trên một hecta cho một năm. Thì với cái giá thu mua nguyên liệu được khoảng tầm khoảng trung bình từ 2 đến 3 ngàn thì bà con có thu nhập rất là tốt. Hiện nay vùng trồng nha đam ở thôn xóm Bằng, xã Bắc Sơn đã phát triển ổn định được 7 hecta. Toàn bộ diện tích này đều được trồng liên kết theo chuỗi giá trị khép kín từ canh tác đến tiêu thụ chế biến sản phẩm. Trong đó, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sơn Phát là đơn vị đầu mối liên kết với nông dân và công ty thực phẩm Kính Đông Việt sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Dự kiến đến cuối năm nay, công ty thực phẩm Kính Đông Việt sẽ liên kết với nông dân thôn xóm Bằng mở rộng diện tích cây nha đam lên 13 ha và cuối năm 2025 nâng diện tích lên 26 ha để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Cây nha đam đã khẳng định được giá trị kinh tế nông sản đặc hữu của tỉnh, mang lại thu nhập cao, ổn định cho nông dân. Xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục đón tin vui về sản lượng lẫn giá trị. Nguyên nhân là do nhu cầu gạo trên thế giới có xu hướng tăng, trong khi nguồn cung từ các quốc gia trồng lúa lại giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đến hết tháng 10, Việt Nam xuất khẩu khoảng 7,1 triệu tấn gạo, mang về 4 tỷ đô la Mỹ. So với năm ngoái, tăng 17% về lượng và 35% về giá trị. Bên cạnh đó, gạo của nước ta cũng đang có mức giá xuất khẩu cao nhất. Trước những bất ổn về nguồn cung trên thị trường thế giới, Việt Nam đang là điểm sáng trong xuất khẩu gạo. Các doanh nghiệp dự báo khả năng nước ta sẽ xuất khẩu chạm mốc 7,4 triệu tấn, thậm chí 8 triệu tấn gạo trong năm 2023 với kim ngạch 4,5 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia cũng cảnh báo, sang năm 2024, lượng gạo tồn kho sẽ ít nên các doanh nghiệp cần thận trọng trong việc ký trước các hợp đồng. Hiện các nhà máy rau quả ở đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi vì xuất khẩu tăng cao kỷ lục, đặc biệt đơn hàng vào 2 tháng cuối năm tiếp tục tăng mạnh. Theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu rau quả ở đồng bằng sông Cửu Long, cái tháng cuối năm có nhiều lễ hội nên các đối tác tăng cường nhập khẩu. Trong đó, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu nhập khẩu rau quả của nước ta, chiếm tới 65% tổng kim ngạch, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê mới nhất từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 10 tháng qua xuất khẩu rau quả đã mang về hơn 4,9 tỷ USD, tăng 78,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đạt mức tăng cao kỷ lục như trên là nhờ sản phẩm rau quả Việt Nam đảm bảo chất lượng cao và xuất khẩu bằng đường chính ngạch đi vào các thị trường cao cấp. Việc đầu tư chế biến các sản phẩm hữu cơ, đặc biệt là chinh phục được các thị trường khó tính, sẽ cho ngành rau quả nước ta tiếp tục tăng trưởng hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ISM tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột. Phần mềm này được kết nối trực tiếp đến hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp rút ngắn thời gian thông báo lưu trú của người dân. Việc triển khai mô hình quản lý lưu trú qua phần mềm ASM được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại cơ sở khám chữa bệnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú trong cùng một ứng dụng duy nhất. Quy trình tiếp nhận thông tin của bệnh nhân nhanh chóng, thuận tiện, chính xác và cập nhật thông tin đăng ký lưu trú tự động gửi đến cơ quan công an, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, y tế và thực hiện thắng lợi đề án 06 trên địa bàn. Cái phần mềm ASM này là thứ nhất là nó sẽ quét từ thẻ căn cước, nó sẽ có những thông tin của công dân, và cái thứ hai nữa là sẽ nếu mà công dân không sử dụng căn cước và có điện thoại
thông minh mà đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 thì công dân có thể vào cái phần mềm VNID đó để quét bằng thẻ QR code. Sau Bệnh viện Đa khoa thành phố, sắp tới Công an thành phố Buôn Ma Thuột sẽ nhân rộng mô hình thông báo lưu trú trên ứng dụng ASM đến tất cả các cơ sở y tế và khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong việc thực hiện đề án 06 ở thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày Phukuroi tại Huế vừa được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm giới thiệu về đất nước con người văn hóa Nhật Bản. Sự kiện do Hội Hữu nghị Phukuroi Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, tiếp nối chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1973-2023. Từ 20 năm trước, Hội Hữu nghị Phukuroi Việt Nam ghi dấu ấn giao lưu hữu nghị với tỉnh Thừa Thiên Huế với các sự kiện lễ tiếp nhận bi tưởng niệm cụ Phan Bộ Châu vào năm 2010, tổ chức chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013, quyên góp hỗ trợ trường Trung học phổ thông Phan Xào Nam khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020. Từ năm 2021 đến nay, Hội mở các khóa giao tiếp tiếng Nhật online miễn phí cho sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật của Trường Đại học Ngoại ngữ Huế. Sự kiện ngày Phukuroi tại Huế với các hoạt động triển lãm tranh ảnh giới thiệu về đất nước con người Nhật Bản, chiếu phim tư liệu theo dấu đồng du về tình bằng hữu đi vào lịch sử giữa cụ Phan Bộ Châu và bác sĩ Asaba Sakitaro, trưng bày hơn 50 búp bê truyền thống, uống trà đào, mặc thử kimono, gấp giấy nghệ thuật, tham gia trò chơi dân gian Nhật Bản nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai địa phương. Với các hoạt động phong phú đặc sắc, ngày Phukuroi tại Huế tăng phần kết nối, hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, Thừa Thiên Huế và thành phố Phukuroi nói riêng. Với lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng hệ sinh thái vườn quốc gia và các giá trị văn hóa truyền thống, hiện nay đồng bào Sắc Lai ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đang nhân rộng các mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Tại thôn Hành Rạc 2, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, hay còn gọi là làng du lịch cộng đồng Chapi. Ngay khi đặt chân đến, du khách đã ấn tượng với con đường hoa được người dân trồng và chăm sóc. Những ngôi nhà sàn truyền thống dọc hai bên đường cũng được người dân đầu tư trang bị đủ tiện nghi. Để xây dựng làng du lịch cộng đồng Chapi, Ủy ban Nhân dân xã Phước Bình, huyện Bác Ái vận động 30 hộ dân ở thôn Hành Rạc 2 đầu tư nhà sàn trồng hoa dọc hai bên đường, gắn với phát triển vườn cây ăn trái kết hợp làm du lịch, đồng thời thành lập 3 đội văn nghệ dân gian để thay phiên nhau biểu diễn phục vụ du khách tìm hiểu trải nghiệm văn hóa Sắc Lai. Đảng ủy cũng đã xác định cái khâu đột phá, thì trong đó là có cái phát triển du lịch cộng đồng. Thì trong thời gian qua thì đấy là một cái nội dung để mà cùng giúp cho bà con là có cái nguồn thu nhập từ cái qua thông qua đó thì là bảo tồn và phát huy cả cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Được biết tới đây Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức các lớp tập huấn đào tạo tham quan, xây dựng chương trình tham quan học hỏi các mô hình du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh, giúp đồng bào Sắc Lai, xã Phước Bình, huyện Bác Ái phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, biển động, gió cấp 6, cấp 7 là thời điểm ngư dân hành nghề thuyền thúng ở các vùng bãi ngang ven biển của tỉnh Quảng Ngãi khai thác được nhiều hải sản. Tuy nhiên, đánh bắt trong lúc thời tiết xấu nên ngư dân đối diện với nhiều rủi ro. Vụ đuối nước trong đợt áp thấp vừa qua tại vùng biển thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã để lại nhiều nỗi lo cho chính quyền, cơ quan chức năng và nhân dân địa phương trước mùa mưa bão. Sóng chưa tan sau đợt áp thấp, nhưng hàng trăm ngư dân hành nghề thuyền thúng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã vượt sóng ra biển khai thác hải sản. Trước và sau mỗi cơn bão, áp thấp nhiệt đới, hải sản tìm về vùng biển ven bờ tranh trú tìm kiếm thức ăn. Thời điểm này khai thác hải sản vừa nhiều cá tôm vừa được giá. Mặc dù chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, thế nhưng nhiều ngư dân vẫn chủ quan ra khơi khai thác và đã có những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trong cái mùa mưa bão thì đơn vị cũng đã cử các tổ đội công tác của địa bàn xuống phối hợp trực tiếp với các thôn xóm là tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân là không tự ý
không vì cái cuộc sống mưu sinh, bất chấp cái thời tiết nguy hiểm để vượt bãi ngon để đi hành nghề. Quảng Ngãi đang bước vào mùa mưa bão. Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng cần tuyên truyền, cảnh báo, cập nhật thông tin thời tiết cho ngư dân và có biện pháp kiên quyết xử lý nhằm ngăn chặn ngư dân ra biển, khai thác khi có bão, áp thấp nhiệt đới, để không xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc trên biển. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vừa rồi là dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình mỗi tuần một địa chỉ. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Chương trình mỗi tuần một địa chỉ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm và chia sẻ khó khăn với anh Cơ Sa Ha Hội, 31 tuổi, ở thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Ba bị lao phổi, mẹ bị u túi mật, anh Hội cố gắng làm thuê đủ thứ việc để kiếm tiền chạy chữa bệnh cho ba mẹ. Hai tuần trước, anh Hội bị áp xe phổi, rối loạn chức năng hô hấp, còn điều trị tích cực, chi phí rất tốn kém, vượt quá khả năng của gia đình. Anh Hội nhập viện trong tình trạng sốc nặng, cần phải sử dụng thuốc kháng sinh liều cao và máy trợ thở. Với chi phí từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi ngày, sau 2 tuần chữa trị, gia đình đã sức cùng lực kiệt, chẳng biết kiếm đâu ra tiền để lo cho anh Hội. Thời gian điều trị của bệnh này là tầm khoảng 4 đến 6 tuần. Gia đình hoàn cảnh khó khăn quá, là họ cũng có, trước đây họ có mua bảo hiểm cách đây 1 tuần. Nhưng mà phải tới ngày 20 tháng 11 thì bắt đầu bảo hiểm mới có hiệu lực. Nhưng hiện tại giờ họ không có khả năng đi chi trả. Gia đình có thằng mong muốn ở nhà hỗ trợ giúp đỡ giúp cho con tôi. Anh Hội là lao động chính trong gia đình. Trước đây anh đi phụ hồ, cắt cỏ, hái cà phê thuê ở Lâm Đồng. Chịu khó lao động nhưng thu nhập cũng chỉ đáp đổi qua ngày và thuốc thang cho ba mẹ. Này anh bị áp xe phổi, rối loạn chức năng hô hấp, cần điều trị tích cực, nhưng không có bảo hiểm y tế nên chi phí hết sức tốn kém. Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm chung tay giúp anh Hội điều trị bệnh, có cơ hội khỏe mạnh để lo cho ba mẹ già, đau bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại 02593 824-206. Vừa rồi là chương trình mỗi tuần một địa chỉ. Sau đây, biên tập viên Quốc Hương sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh Quốc Hương. Cảm ơn anh Xuân. Sau đây là chuyên mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhiều chính sách tài khoá hỗ trợ đã được ban hành và phát huy hiệu quả, giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn và hồi phục nền kinh tế. Dự báo năm 2024, doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn nên nhiều chính sách hỗ trợ dự kiến tiếp tục được thực hiện. Báo Hà Nội mới có bài viết đáng chú ý, các chính sách tài khoá trợ lực hồi phục nền kinh tế. Bài viết cho biết cộng đồng doanh nghiệp rất vui mừng khi Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024. Việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên, trên thực tế, khi triển khai việc giảm thuế giá trị gia tăng trong 2 năm qua, doanh nghiệp gặp khó khăn vướng mắc trong việc xác định hàng hóa nào được giảm, hàng hóa nào không được giảm thuế. Vì vậy, thay vì áp dụng những nhóm hàng hóa nhất định, cơ quan soạn thảo còn xem xét phương án giảm thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các loại hàng hóa dịch vụ từ mức 10% xuống mức 8% trong 6 tháng đầu năm 2024 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai. Bức tranh thị trường bất động sản được dự báo sẽ sáng dần lên kể từ sau quý tư năm 2023. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi lượng giao dịch đã ấm dần. Đáng chú ý, số doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động gia tăng rõ nét.
báo Đại Đoàn Kết có bài viết bất động sản sẽ phục hồi từ năm 2024. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số chuyên gia, dù đã xuất hiện những tín hiệu khả quan, song thị trường bất động sản quý 4 năm 2023 sẽ khó ghi nhận sự thay đổi đột biến trong ngắn hạn khi nguồn cung vẫn chưa thể đột phá. Do các dự án còn một khoảng thời gian tương đối để có thể triển khai đủ điều kiện mở bán, số lượng các dự án nhà ở xã hội sắp mở bán trong thời gian tới vẫn còn rất ít so với nhu cầu. Có thể thấy bức tranh thị trường bất động sản thời gian qua đã được mổ xẻ phân tích nhận diện những điểm nghẽn. Theo đó, cùng với các nút thắt về pháp lý, nguồn vốn, thì niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư chính là chốt chặn cuối cùng cần giải tỏa để thị trường bất động sản thực sự trở về trạng thái bình thường. Năng suất tốt thêm giá bán ở mức cao kỷ lục đã giúp nhiều nông dân trồng sầu riêng đổi đời với thu nhập tiền tỷ, thậm chí có vài chục tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại khi nhiều nhà vườn mở rộng diện tích sầu riêng một cách ào ạt, bất chấp điều kiện về thổ nhưỡng, dịch bệnh và rủi ro về thị trường tiêu thụ. Báo Tuổi Trẻ có bài viết đáng chú ý với nhan đề "Nhiều nông dân triệu phú USD bỗng xuất hiện nhờ cây sầu riêng". Trao đổi với Báo Tuổi Trẻ, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng với nhu cầu của Trung Quốc vẫn đang cao, Việt Nam xuất được chính ngạch, giá sầu riêng khả năng sẽ còn duy trì ở mức ổn định trong thời gian tới. Tuy nhiên, những rủi ro vẫn có thể xảy ra. Trong khi đó, theo một chuyên gia trong ngành nông nghiệp, chưa kể đến thị trường Trung Quốc ăn ít hay nhiều, việc phát triển diện tích sầu riêng ào ạt bất chấp như hiện nay cũng mang đến những rủi ro trước mắt. Vì ngoài đầu tư lớn, sầu riêng thường chỉ cho năng suất tốt ở những vùng đất thổ nhưỡng phù hợp. Loại cây này khó chịu, không chịu được nước, ngập và rất hay bệnh chết vào mùa mưa nếu nhà vườn không có giải pháp xử lý mầm bệnh tốt. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Và chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Ánh Xuân. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vườn trái cây Song Pha ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Là quý vị và các bạn trong mục giới thiệu điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Khi nhắc đến Ninh Thuận, thường thì người ta sẽ nghĩ đến biển Ninh Chữ, Vịnh Vĩnh Hy, tháp Bục Long Nha Rai hoặc là cung đường ven biển tuyệt đẹp. Thế nhưng nếu có dịp đặt chân đến Ninh Thuận thì Khánh Hằng sẽ giới thiệu thêm đến quý vị và các bạn một địa điểm du lịch không nên bỏ qua, đó chính là vườn trái cây Song Pha ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Vậy ở vườn trái cây Song Pha thì có những loại trái cây nào và hương vị ra sao? Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo chân Khánh Hằng để khám phá nhé. Và các bạn thân mến, hiện tại thì Khánh Hằng đã có mặt ở vườn trái cây Song Pha. Và cái cảm giác đầu tiên khi bước vào vườn trái cây đó là một không khí rất là mát mẻ. Và nhìn đâu thì cũng toàn là cây trái với một màu xanh mướt. Một cảm giác rất là tuyệt vời. Dạ, chào chú. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là chú Nguyễn Ngọc Khanh, là chủ của vườn trái cây Xuân Hùng ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Chú thân mến, để mà du khách mà đến với vườn trái cây Song Pha ở mình á, thì thời điểm tốt nhất trong năm để đến đây là khoảng tháng mấy chú ha? Thường nó là nếu mà năm nào sớm nhất là mùng 5 tháng 5. Dạ. Còn không, thường thường là tháng 6, nhưng mà mình tính cái tháng âm lịch đó nha. Đó, chứ mình không có tính tháng dương, cho mà điều cái là đó, dù năm nay do ông trời nắng hạn quá, thành thử năm nay là cây trái ra rất là sớm. Khi mà đến với vườn trái cây Song Pha của mình thì bên cạnh là thưởng thức trái cây rồi tự hái trái cây tại vườn thì du khách sẽ được trải nghiệm những hoạt động gì nữa chú? Đúng rồi, thí dụ giờ khách vô thì chỉ vô mình trước khi vô cổng là chỉ được khách là vô 30.000 một người. Dạ. Là chỉ ăn được chôm chôm, còn thí dụ sầu riêng, mướn cục, bử là những trái khác là khách phải mua. Chú, con thấy chú đang thu hoạch chôm chôm rồi chú ạ? Chôm chôm cho khách. Dạ, để con phụ chú nha. À. Con... Cái này là mình chỉ việc hái xuống rồi xong mình lụm vào chôm vỏ hả chú? Tí cho khách thôi. Chú, bên cạnh chôm chôm hiện tại ở vườn mình còn có trái gì nữa? Có trái gì đang rộ không? Sầu riêng.
đấy con thấy có một trái sầu riêng nó rụng nè. Wow, các bạn nhìn xem, hiện tại thì đang có một em sầu riêng đang rụng ở dưới gốc. Cho nên nói về độ sạch của trái cây ở sông Pha thì chỉ có là số 1 thôi. Chú ơi, chú có thể tách cái trái sầu riêng này ra cho con xem. Đó, mời cho mấy cháu thưởng thức thử cái mùi vị như thế nào. Nhìn rất là hấp dẫn, hương thơm thì cuốn hút không thể nào cưỡng lại được. Phải nói như thế nào, một cảm giác rất là tuyệt vời, một cái hương vị thơm ngon lắm. Chú nó hơi có, nó thơm béo mà có cái vị hơi nhẵn nhẵn, rất là đặc trưng của sầu riêng sông Pha. Vâng ạ, một lần nữa cảm ơn chú Khanh ngày hôm nay đã đưa con cũng như là quý khán giả đi tham quan vườn trái cây của mình. Quý vị và các bạn thân mến, và còn gì tuyệt vời hơn khi vào dịp hè này quý vị sẽ cùng với gia đình của mình có dịp đến Ninh Thuận và ghé đến vườn trái cây sông Pha ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn để thưởng thức trái cây thơm ngon tại vườn và còn được tự tay hái quả đem mang về làm quà tặng cho bạn bè và người thân của mình. Và hy vọng thông qua một giới thiệu điểm đến hôm nay, quý vị đã có thêm một địa điểm dừng chân khi đến Ninh Thuận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dự báo thời tiết ngày 7 tháng 11 năm 2023 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc mây thay đổi, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực huyện Ninh Phước Thuận Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn Bắc Ái mây thay đổi, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.